Xin chào các bạn, xin chào các bạn đã đến với khu vườn AKB sáng tạo ngày hôm nay của chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu bộ KB3. Thế đố chúng mình biết trong bộ KB3 này gồm những bạn nào, bạn nhỏ nào nhỉ? Khối lập phương. À, những bạn nhỏ khối lập phương. Thế chúng mình có biết trong này có bao nhiêu khối lập phương không? 8. Chính xác chưa nhỉ? Dạ. Giỏi quá, nghe các bạn một tràng vỗ tay. Bây giờ chúng mình hãy cùng nhìn lên đây xem có đúng nào. 8 bạn khối lập phương trong bộ KB3 này không nhá. Chúng mình cùng gõ cửa nào. Cốc 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 cốc. Nào, chúng mình cùng quan sát lên đây nhá. À, đúng chưa nhỉ cả lớp nhỉ? Đúng rồi. Thế chúng mình có biết với bộ KB3 này ngày hôm nay cô sẽ giới thiệu cho chúng một bài học có tên là gì không? Đấy là tạo khoảng trống. Chúng mình ơi, chúng mình có thấy hôm nay nóng không nhỉ? Nóng quá nhỉ? Nóng thế này chúng mình thích đi đâu nhỉ? Bơi. À, đi bơi à? Ôi dồi giỏi, thích nhỉ? Đi bơi thì bây giờ thì đi bơi thì xa quá. Thế chúng mình có thích là trong ngôi nhà của chúng mình có một chiếc bể bơi không? Có. À, có à? Vậy hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng mình tạo một chiếc bể bơi trong nhà của chúng mình nhá. Với những khối lập phương như thế này, cô sẽ tạo cái khoảng trống để tạo bể bơi thật là xinh xắn cho chúng mình. Các con có đồng ý không nhỉ? Có. Rồi bây giờ chúng mình hãy cùng nhau quan sát lên đây nhá. Đây là bạn nhỏ khối lập phương. Cô sẽ quy ước bạn nhỏ khối lập phương này tương ứng với một ô vuông ở trên mặt phẳng này. Đầu tiên cô sẽ đặt một bạn nhỏ khối lập phương ở giữa. Sau đấy là cô sẽ xếp bạn nhỏ các bạn xung quanh. Sau khi hết xong rồi thì cô sẽ dùng băng dính. Cô sẽ dùng băng dính và cô sẽ lấy khối ở giữa ra. À, cô đã tạo được một khối, một khoảng trống ở giữa rồi. Cả lớp khen cô nào. Thế, bây giờ cô muốn tạo hai khoảng trống thì tương ứng với bao nhiêu ô vuông ở đây nhỉ? Hai khoảng trống thì tương ứng với bao nhiêu ô vuông ở trong cái bảng này nhỉ? À. Hai ô vuông. Bây giờ chúng mình hãy cùng chú ý lên đây xem cô tạo khoảng trống bể bơi hai ô vuông như thế nào nhá. À, sau khi quy ước mỗi một khối lập phương này tương ứng với một ô vuông thì cô sẽ không cần để ô vuông ở giữa nữa, để khối lập phương ở giữa nữa, cô tạo luôn hai khoảng trống luôn các con ạ. À, chúng mình đã thấy bể bơi của cô rộng ra chưa? Rồi. À, bây giờ muốn tạo 3 khoảng trống, 4 khoảng trống hay 5 khoảng trống thì chúng ta cứ ví dụ chúng ta tạo 5 khoảng trống thì chúng ta sẽ cắt 5 ô vuông ở trong này nhá. Bây giờ chúng mình có muốn thực hiện chúng mình có muốn làm bể bơi ở trong nhà của chúng mình không? Có. Bây giờ cô mời các con nhẹ nhàng đi xuống phía cuối kia, mỗi bạn lấy một bảng và một bộ KB3 để chúng mình cùng nhau thực hiện nào. Nhẹ nhàng thôi các con ơi. Trên này còn một bộ này bạn ơi. Nào chúng mình hãy cùng nhau mở bộ KB. Rồi, chúng cô úp xuống, chúng mình lấy tay. Cốc, cốc, cốc. Xin mời vào, nào mở hộp AB đi con. Em mở ra. Nào, chúng mình hãy cùng nhau tạo đi nào. Rồi, các bạn hãy để hộp ra ngoài nhá. Các con hãy để hộp ra ngoài và chúng mình hãy cùng tạo bể bơi nhà chúng mình đi nào. Để cái này ra ngoài này nhá.
con xếp đi con. Con xếp đi xong là con sẽ lấy. Con xếp phần rưỡi này, con xếp. Nhím giỏi quá, nhím sang hai khoảng trống đi con. Hai khoảng trống đây. Bây giờ mình lấy băng dính hai bạn. Mình nhấc cái này ra con. Nhưng bạn mỡ tạo một khoảng trống đi con. Đâu bể bơi của mỡ đâu? Đây. Sao thế? Rồi, đúng rồi, giỏi quá. Các bạn ơi, chúng mình tạo được một khoảng trống rồi. Chúng mình có thể tạo hai khoảng trống, ba khoảng trống. Bạn mỡ xếp như thế này thì tạo khoảng trống như thế nào? Đây, bạn mỡ thì đặt như thế này. Bạn mỡ thì đặt sang đây. Đó. Các bạn mỡ dùng băng dính nha. Bạn mỡ dùng băng dính hai mặt. Bạn mỡ nhấc cái khoảng trống ở giữa ra. Rồi. Con dùng băng dính. Băng dính hai mặt của con không nhỉ? Nó xong rồi. Ôi nó bay mất rồi. Ôi nó bay mất rồi đây. Của con đây. Ấy đúng rồi. Mỡ nhấc lên đi. Con nhấc lên rồi. Rồi. Bây giờ bạn nhờ con nhấc lên để tạo khoảng trống nào. Sau khi được. À, nó bị bung ra mất rồi à? À rồi ok, bây giờ cá mập với cá con này tạo hai khoảng trống đi nhá. Rồi bạn nhím, ô bạn nhím giỏi quá. Bạn à bắt đầu tạo hai khoảng trống đi đậu ơi. Có hai khoảng trống. Đâu bạn nhím tạo hai khoảng trống chưa? Bạn nhím có thể tạo ba khoảng trống. Sau khi xếp hai rồi con có thể tạo ba khoảng trống. Quy chúng ta quy ước nha, mỗi một ô vuông tương ứng với một ô vuông trên mặt bàn. Trống. Hai khoảng trống à, hai khoảng trống thì con phải để lên đây. Đấy. Con phải để như thế này cơ mà. Đấy, như thế này mới là đúng chứ. Bạn mới quên à? Bạn mới vừa lại không chú ý đến kia ấy sao nhỉ? Đấy, đúng rồi, bây giờ mở nhấc đi. Nhấc. Đúng rồi, để gọn cho con. Giỏi quá. Như thế. Con phải nhấc lên xong. Đậu nhấc đi, lấy băng dính nhấc đi. Nhấc ở đây. Đúng rồi. Nhấc từ kia. Em nhấc từ kia. Đúng rồi, đặt xuống, bạn mới đặt xuống nhá. Nhấc từ kia. Đúng rồi, bạn mới đặt xuống. Em nhấc từ kia. Em nhấc từ kia. Lên nhấc con cá. Đúng rồi, giỏi quá. Bạn nhấc con cá rồi. Hello, ok các bạn mình chào vào tay. Bây giờ ok nào. Đang là một mặt một ô khoảng trống như này rồi. Bây giờ quý ước hai ô vuông này tương ứng với hai khối lập phương thì chúng ta sẽ không cần phải để khoảng để ô khối lập phương ở giữa nữa. Cá con nhìn này. Bây giờ con sẽ xếp như này nhá. Con xếp như này. Đó là con đã tạo được hai khoảng trống rồi. Con thấy chưa? Bây giờ con xếp đi. À bây giờ cá con xếp đi nhá. Đây. Giỏi quá, bạn nhìn xếp được rồi. Mời bạn đậu ạ, bạn đậu không quy ước à? Thì bạn đậu không quy ước thì bạn đậu nhấc đi. Nhấc. Đây. Con phải tạo hai khoảng trống thôi mà. Bạn mỡ quên à? Một khoảng trống mình làm rồi, bây giờ mình phải tạo hai khoảng trống như thế này thôi mà. Mỡ quên à? Rồi, không mà tí nữa mỡ nhấc nha. Nhấc. Vâng ạ. Vâng ạ. Rồi bây giờ mỡ nhấc đi. Ê, bạn mỡ giỏi quá nhỉ. Nào. Chết rồi đây. Trơn rồi. Mình chết. Hạ đẹp đây. Chúng ta sẽ xếp tạo khoảng trống, ba khoảng trống. Nhưng chúng ta sẽ tạo một cách khó hơn. Các bạn đồng ý không? Chúng ta không tạo một đường thẳng nữa mà chúng ta sẽ tạo lệch đi. Nào bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau xếp nào. Nào bây giờ chúng mình xếp đi. Nào bây giờ cô hỏi Đậu nha. Đậu ơi, một khối lập phương này tương ứng với cái gì ở trên mặt trên cái bảng này? Một khối lập phương tương ứng với một khối lập phương tương ứng với một ô vuông trên bảng. Con nói lại nào. Một khối lập phương tương ứng với một ô vuông trên bảng. Giỏi quá, nhớ nhá. Tương ứng với một ô vuông thì con có thể tạo luôn khoảng trống mà không cần phải để ở giữa. Đậu nhớ chưa? Bây giờ Đậu xếp tạo ba khoảng trống đi. Nào bây giờ cô hỏi bạn cá con nào. Cá con ơi, trả lời cô này. Một khối lập phương tương ứng với bao nhiêu ô vuông trên bảng? Ba khoảng trống. Một khối lập phương này tương ứng với mấy ô vuông trên bảng? Mấy ô vuông? Một ô vuông
Nào các con nói, một khối lập phương tương ứng với một ô vuông trên bảng. Nhớ chưa? Đây con đặt khối lập phương vào này. Đúng không? Khối lập phương tương ứng với một ô vuông chưa? Bây giờ con có thể là xếp tạo khoảng trống mà con nhìn đây nè, một khối lập phương này con tương ứng này. Bây giờ con tạo khoảng trống 3 nhưng con đặt 3 ngón tay vào đây. Sau đó là con sẽ xếp những khối lập phương bên cạnh như thế này. Nhớ chưa? Nhìn nhá, con nhìn quan sát thì tí con thực hiện lại nhá. Đó. Thì con không cần phải đặt ở giữa để tí nó con nhấc nữa. Thấy chưa? Đấy, con đã thấy chưa? Cô đã tạo cho con một khoảng khoảng trống, ba khoảng trống này với một hình, với một hình khác. Con đã nhìn thấy chưa? Hình này nếu mà nhìn ngang như thế này thì giống dấu gì nhỉ? Dấu gì? Dấu lớn đúng không? Bây giờ con tự làm nhá. Rồi, bây giờ cả con làm đi. Nào, bây giờ bạn cá mập. À, bạn cá mập đã bắt chiếc được rồi. Thì cá mập ơi, cô hỏi cá mập này. Cá mập vừa làm. Một khối lập phương này tương ứng với mấy ô vuông trên bảng? Một à? À, một khối lập phương tương ứng với một ô vuông trên bảng. Đúng rồi. Bạn cá mập xếp đi. Bạn cá mập xếp rất là giỏi. Nào, bây giờ đến mặt bạn mỡ. Nào, mỡ cho cô hỏi. Một khối lập phương này tương ứng với bao nhiêu ô vuông trên bảng là mỡ? Một. Nào, mỡ nói cả câu. Một khối lập phương tương ứng với một ô vuông trên bảng. Và bây giờ mỡ hãy xếp ba khoảng trống theo cách mà mỡ đã quy ước là một khối lập phương tương ứng với bao ô vuông trên bảng. Bây giờ con sẽ đặt ba ngón tay này và ba cái ô vuông như này. Sau đấy con phải lấy khối lập phương con xếp xung quanh. Con nhìn nhá, con nhìn tí con làm lại nhá. Mỡ nhìn nhá, mỡ quan sát nhá. Mỡ quan sát con làm cho mỡ xem nhá. Mỡ nhìn thấy chưa? Con đã nhìn thấy chưa nhỉ? Con nhìn thấy rồi à? Đấy, thấy chưa? Mỡ thấy chưa? Cô không cần phải cho ô vuông vào trong. Con đã nhìn thấy cô đã tạo được ba khoảng trống 3 chưa? Con thấy có giỏi không? Có tay. Bây giờ mở thực hiện nhá. Mở thực hiện cho cô và các bạn cùng xem nhá. Đặt ba ngón tay. Đúng rồi. Con muốn biết là cái nhỏ. Nào, xong chưa? Bắt đầu xong chưa? Ô, bắt đầu xong rồi. Cá nhỏ thực hiện tạo ba khoảng trống đi con. Cá nhỏ đó. Ơi, thực hiện đi con. Rồi, khen bắt đầu. Khen cá mập. Yeah. Đã có xem bạn là nhím nào. Bạn nhím cũng tạo được rồi. Khen bạn nhím nào. Yeah, giỏi quá. Xem bạn cá con nào. Ồ, bạn cá con vẫn chưa tạo được à. Thì cô giúp bạn cá con nhá. Nào, hai cô cháu mình cùng làm nào cá con này. Bây giờ con xếp đi. Cô để tay này con xếp đi. Con này ô vuông con xếp, à khối lập phương con xếp đi. Xếp xung quanh đi, xếp vào đây. Đó. Đây con xếp khối này bên này. Để khối này xếp vào đây. Đúng rồi, sẽ ấn nhẹ thôi, còn lệch mất thôi. Rồi bây giờ con nhìn ra đằng sau, con đặt một khối vào đây. Đặt vào đây. Rồi. Đây đặt một khối này nữa, đây con đặt một khối ra chỗ này. Đó. Thấy chưa? Bạn cả con thấy chưa? Thế là bạn cả con xếp được rồi, yeah nào. Yeah, giỏi quá. Bạn cá mập xếp được chưa? Chưa à? Ồ, bạn cá mập không nhớ cách à? Bây giờ cô đặt ba ngón tay nhá. Bây giờ cá mập xếp đây rồi. Cá mập xếp vào chỗ này đi. Xếp vào đây được rồi. Nào cá mập xếp vào đây đi. Xếp vào đây, xếp tiếp một cái vào đây. Sát vào, đúng rồi, xếp một cái vào đây. Giỏi quá. Rồi. Nào con xếp một cái ở chỗ này. Đây, con xếp một cái vào chỗ này. Thấy chưa? Bạn cá mập xếp được chưa? Ra chưa? Ba tạo được ba khoảng trống chưa con? Ba khoảng trống đây. 1, 2, 3, con cùng đếm nào. 1, 2. Rồi, giỏi quá. Khen cá mập. Giỏi quá. Các bạn ơi, các bạn đã tạo được chưa nhỉ? Đúng rồi. Còn khối lập phương thừa thì chúng mình sẽ để ra bên cạnh nhá. Chúng mình không để lung tung, kéo nó chạm vào. Nó sẽ làm hỏng mất cái bể bơi của chúng mình. Nó sẽ làm vỡ bể bơi, nước sẽ tràn ra ngoài và chúng mình sẽ không có bể bơi để tắm. Chúng mình thấy buổi học tạo khoảng trống xếp bể bơi ngày hôm nay có thích không? Có. Có thú vị không? Có. À, buổi học KT3 ngày hôm nay cô Nga và chúng mình cùng nhau học bài học tạo khoảng trống xếp bể bơi. Cô thấy bạn Nga cũng xếp được, bạn nào cũng giỏi. Chỉ có bạn cá mập với bạn cá con là
hơi quên một xíu và cô Nga đã hỗ trợ được hai bạn xếp được bể bơi nhà mình rồi. Chúc các bạn có một mùa hè thích thú, thoải mái khi chúng mình tắm ở bể bơi trong gia đình nhà chúng mình. Vỗ tay thay cho các con chồng vào tay nào. Và buổi học ngày hôm nay của chúng mình kết thúc rồi. Chúng mình có thể về nhà xếp bể bơi, tạo khoảng trống cho ông bà và bố mẹ của chúng mình ở nhà xem. Các con có đồng ý không nhỉ? Có. Bây giờ chúng mình hãy cùng nhau